Đừng có chạy. Đừng có đem lại nhà tao đâu. Nó nổ bánh nhà tao, mày ngu đi. Trên hồ của mình là C đây, và chào mừng các bạn đã quay trở lại với series Khu Phố Bất Ổn tập thứ 17 của mình. Thì dạo này các bạn rất thích mình làm Khu Phố Bất Ổn, đó chính là nhiều cái những sinh vật SE. Thì tập sau các bạn muốn mình làm về sinh vật SE nào thì bạn hãy comment lại bên dưới giúp mình nha. Thì ok, thì mình sẽ làm sau. Và nếu các bạn thích series này của mình, nhớ là cho mình một like, một share, ủng hộ video của mình, và nhớ sạc hashtag Khu Phố Bất Ổn 18 đó để tụi mình làm nha. Ui, cái căn nhà kim cương của ông gì vậy, gì vậy nè các bạn ơi. Để mình đi qua này mình coi coi. Ui, hình như Jimmy quậy nè đúng không? Nhìn là biết rồi các bạn ơi, Jimmy quậy nước ở đây luôn nè các bạn ơi. Giờ mình sẽ lắp lại cái này cái đã. Trời ơi, nhà kim cương của người ta đang để cho tài nguyên thiên nhiên cho đẹp cái để gì lắc lắm Jimmy à. Ồ, con bật thôi. Ủa, biết đặt á, biết đặt cho nó chảy xuống rồi ha. Ok, mình sẽ lắp lại hết mấy cái này cái. Ủa, à tới nay thêm một bậc nữa hả? Đậu xanh hết chưa? Đó anh ơi, trời, mình biết hết mấy cái mối này, manh mối mà dâm ba mấy cái này, mấy cái oan con này. Rồi, giải hết rồi, không còn cái gì hết luôn rồi bạn ơi. Ok, đó hay là khu phố của ông, cái chỗ của ông hàng xóm đó, ông ta đã bị này rút giờ mất hết rồi. Ok, Mini World có một cái nước rất là đẹp này ơi, nên mình rất thích cái nước của Mini World, chứ không có thích gì của Mini World hết á. Đó. Nước sông với nước gì bà nội. Wow. Ok, thì hôm nay Shin vừa khám phá ra một cái bí mật mới, đó chính là qua nhà nước chơi. Ừ, trời, để kiếm gì để cho anh chơi. Ui trời, cái cửa của nó một lần qua. Những cái cửa đó nè chị Jimmy. Đó. Cái cửa đó nè, vậy đó. Cái cửa nó vậy đó, vô. Nó bơi nó. Đâu, dãy nhà nó là gì? Nhà của núp ngu, đờ heo. Nha, chị Jimmy ơi, vô đây. Ở đâu rồi, được, à đây, đường bên này. Núp. Ngủ hoài vậy dân chơi, đi chơi không? Đây à, chị Jimmy á. Sao luôn hơn vậy? Sao chị Jimmy? Đó. Mẹ hả. Đi này nè, chứ đường ngoài đi vòng á. Nhà có nút xây gì á. Gì? Ủa mấy cây này mất tiêu hết rồi chị Jimmy ơi. Em không biết nữa. Tụi cái nó ăn hết à, tụi nó biết đi đâu hết rồi à, anh nói chứ anh Carol làm mất hết rồi à. Xin tới nay hôm nay là xin định dụ Núp đi chơi. Núp có đi đi đâu? Đi chơi. Đi qua đây coi cái nhà kim cương bên đây đẹp lắm nè Núp. Một cái nhà kim cương hả? Nguyên một cái nhà kim cương. Trời ơi, nó to chừng hoàm luôn. Đó, lấp lánh luôn á ba. Ôi trời ạ. Wow. Lấp lánh luôn, có một cái đường đi rất đẹp lắm. Ở này nè. Đó. Vô nhà cho em coi. Ồ, đẹp lắm ba. Vô đây. Cái nước. Có nhiều người lắm em. Mà chị ta chưa giờ gái đẹp không luôn á. Cái đó. Nhà này nè. Trời. Gì? Hả? Mấy con gì? Con gì nè? Jimmy E đây là sao? Jimmy chấm E đây là những cái con này là nó có thể đánh mình á. Mẹ nó dí cái nút kìa, nó dí cái nút kìa. Ừ, mạnh lắm á. Đây đánh nước với đậu à. Em mới khám phá ra một cái này hay lắm. Đâu rồi? Đâu có tiêu rồi? Đâu có tiêu rồi? À đây. Em mới khám phá ra được một, em có một cái phòng thí nghiệm rất là hay à. Chị muốn coi thử không? Muốn. Ok, nhưng mà chị phải cầm cái này vô này nha thì mới gì được đó. Cầm gì vậy em? Nè, hai cái hở này nè, cái bình này nè.
này nha, em để trong rương cho chị rồi đó. Rồi mặc vô, cầm vô người là chúng ta có thể đi vô đó một cách rất là dễ dàng luôn chị ơi. Mình phải cầm hả? Ừ, cầm trên tay á, đi vô. Nhanh lên chị. Ok baby. Đây 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 đây. Nói chung là mình để mình thở vô trọng. Nó là phòng thí nghiệm nè chị. Phòng thí nghiệm CB5Z. À, đi vô đi vô đi vô, đi từ từ thôi nha chị. Đó bạn ơi, ở đây mình một phòng thí nghiệm CB5Z của mình thì ở đây nó có hai cái mấy cái tia này, thật ra chứ không phải là tia laser đâu, nó chỉ là tia chống côn trùng để tốt chống mấy cái kia để nó được sản sinh ra những cái gì hoặc chắc chắn nhất. Đó, đây đây là máy chế tạo robot của em đó. Cái nào? Đúng rồi, chế tạo cái đó đó nè, chị lấy trong đây nè. Em có để mấy con này nè. Biết ở đâu chị có không? Ở đâu? Chị không có, chị dành em á, vậy chị lấy chứ. Ok. Rồi đó, rất là đơn giản đúng không em? Đó, chỉ cần hai lóc thôi, chúng ta đã có thể chôn được thằng nút. Rồi, bây giờ chỗ nào em đặt là chị nâng cao lên nha. Rồi đó, mình sẽ xây một cái mê cung gọi là hắc não hình nút. Rồi ok. Tới đây thì sẽ có đường cục. Rồi đó, rất là hấp dẫn. Ok, từ từ để mình lấy thêm cái block đất kia nữa. Rồi, hình nút về nhà ngủ rồi bạn ơi. Bây giờ mình sẽ... Rồi, rồi, ok, móc vô, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Rồi ok, đường này thì mình sẽ cho nó qua đây đi. Đó, thêm một cái đường cục nữa. Rồi ok, chị nâng mấy khác lên hai thôi chị ơi, không cần nâng cao lắm gì đâu. Nâng chi cao gì? Nâng cao tối thời gian thôi à. Đó, rồi ok, xong cái đường này thì mình sẽ cho nó lên vậy luôn. Đó, sau đó thì mình sẽ rồi mình sẽ móc nó vô từ từ các bạn ơi. Rồi 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 rồi, ok, như vậy thì mình sẽ thêm một cái đường ở này. À, ơi, cái đường này em sẽ cho nó hai đường luôn. Rồi, hai đường nó mới hấp dẫn các bạn ơi. Đó, một cái đường không được và một đường đi được. Nó phải chọn một trong hai, lúc đó nó mới khó. Lúc đó nó mới khó nha, rồi. Đó, ở đâu đâu, nâng cao lên đi chị Jimmy. Rồi, xây đúng lâu luôn á. Sao chị xây cái này đâu? Xây lâu vãi nồi. Xây con cái mê cung mà sâu lâu vãi nồi luôn. Dạ được chưa, được chưa? Mê cung khó chưa? Mê cung khó chưa? Để em đặt mấy con chưa khó gì hết. Robot cho mẹ đè ra. Không, chủ yếu là mình đi vô được cái đường cục thôi. À lộn, cái đường mà dẫn đến con này. Robot cho mẹ đè thôi là mình được rồi. Rồi, cuối cùng. Đó, bây giờ em sẽ từ. Bây giờ em sẽ xây cái gì vô cái đã. Từ à, xây, em sẽ xây vàng đi. Đó, vàng nha, vàng nha. Là nơi kiểu như là chiến thắng, nhưng mà thật ra là nơi chứa mấy con robot cho mẹ đè. Đấy. Rồi. Thầy cho nước cho chúng tìm luôn em. Rồi, xong. Đặt mấy con này ra. Đặt ra con này ra. Ít thôi nha. Coi chừng nó chạy ra. Đặt ra, đặt ra. Ờ, 5 con thôi rồi. Thôi được rồi, được rồi, được rồi. Dạ, được rồi, được rồi, được rồi. Được rồi, được rồi, được rồi, đừng. Nó chạy ra kìa. Trời ơi, trời ơi, thôi. Kệ đi, kệ đi, cho núp vô đi. Ok, bạn ơi, trời ơi, mình mới bị con đó nó nổ tung. Cái con robot của mình là có chức năng là sẽ nổ tung các bạn ơi. Nhìn nè, nhìn nè, nhìn nè, nhìn nè. Đó, trời ơi, chết tôi luôn. Á, à, đồ, mạnh không, mạnh không? Trời ơi, con robot này rất là mạnh luôn á, anh em. Mất tiêu hết rồi. À, chạy gì? Ừ, con đó. Từ từ từ, núp mày đứng ở đẳng đi, núp đứng đẳng đi, đứng đẳng đi chứ tao hòa lại tao đưa mày này hay lắm. Đợi đi, đợi đi, tao cho mày hay lắm. Anh em có 6 con. Như vậy. Ok hết rồi. Ok vô. Đi đi Jimmy. Đâu đâu mày đâu rồi? Mày đâu rồi? Xuống dưới đi, xuống dưới cho mày này hay lắm. Xuống đi. Xuống. Xuống. Đúng rồi đó. Trời ơi. Cái gì? Làm gì đâu ba? Ê!
nữa, mạnh quá. Đâu, mày đặt mấy con đó đó ra đi Nút. Đó, không, 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 không có gì đâu. Mấy con đó là đồ chơi siêu nhân. Ủa, đồ chơi nữa, nổ mạnh luôn vậy. Đâu có đâu, đâu có đâu. Đặt ra đây thử ơi, đặt thử ơi, không được đâu, không không có đâu, tao định tặng mày á. Đặt thử ra đi. Để Nút thử đây rồi. Đó, đó, Nút thử đó, coi sao. Mày phải chạy ra nó nữa. Nó 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 nó. Đâu mày, mày chạy lại mày đụng nó coi. Đừng có chạy. Mày đừng có đeo lại nhà tao đâu. Nó nổ bánh nhà tao, mày ngu này. Chạy vô khác đi ơ. Sợ quá các bạn ơi. Ôi ôi mấy con này nó nổ một cái là banh ta lông luôn á bạn ơi. Đâu ai nói nè nè nè. 1, 2, 3, go. Boom. Chết luôn. Trời ơi. Muốn lộn mày ngu. Dám đánh xin, dám đánh xin, dám. Mày xin dưới đây. Yeah. Ê, còn một con nữa. Để tôi sẽ đấm nó xuống. Chị Jimmy dụ thằng Nút xuống dưới đi. Cho thằng Nút xuống dưới đi chị Jimmy. Bây giờ em sẽ đánh cái con nổ này xuống. Chị Jimmy, nó đâu vậy? Nút ơi, Nút, Nút, chị nói nghe. Chị phụ em sửng xin. Đúng rồi. Đây, đây, đi xuống dưới đây sửng á. Đi. Đi, để chị chạy đâu. Dây, dây, dây. Chạy đâu. Mày. Mày. One, two, three, go. À được rồi, đánh con đó luôn. Rồi, rồi, rồi. Ôi, ôi. Yeah, mình đã cho mình Nước thành công rồi. Nhưng mà có điều là mình tổng thiệt hại của chúng ta đã banh hết nguyên cái khu này của mình rồi các bạn ơi. Qua kiếm Nước rồi. Hello Nước. Bị cho anh chưa? À, chạy. Ôi, nó dí mình. Ôi, nó đánh mình đi các bạn ơi. Ôi, sắp chết rồi. Ok, nếu như video bạn hết thì nhớ để cho mình một like, một share, ủng hộ video cho mình nha. Còn bây giờ hẹn gặp lại những video tiếp theo. Bye bye. Nhớ qua đăng ký kênh của mình. Với lại nhớ, sạc hashtag cũng không có ổn nha các bạn. Bye bye.